Hello anh Khánh. Nghe thấy cô nói không? Có ạ. Để camera thấp xuống con. Nhắc bao nhiêu lần rồi? Ok. Về nhà học từ mới của cô chưa? Con học rồi ạ. Nào kiểm tra từ mới nha. Cô hỏi chúng ta sẽ có các từ mới cần kiểm tra như sau. Từ mây là gì? Đám mây ấy. Mây là cloud. Chính xác. Tiếp theo. Trời có gió. Vậy có gió tiếng Anh là gì? Có gió tiếng Anh là có gió. Ô, từ từ con nhớ lại. Không có trong vở đâu. Tại hôm đấy con bảo con biết rồi nên không ghi. Là gì? Windy nhá. Tiếp theo cô hỏi. Từ ẩm ướt tiếng Anh là gì? Ướt tiếng Anh Chính xác. Tiếp theo. Từ khô cằn tiếng Anh là gì? khô cằn tiếng Anh là dry. Chính xác. Tiếp theo câu hỏi tiếp. Bão tiếng Anh là gì? Bão tiếng Anh là bão tiếng Anh là Storm. à, Storm. stop. Tiếp theo sương mù tiếng Anh là gì? Sương mù tiếng Anh là foggy. Chính xác. Tốt. Được rồi. Đã học bài. Tiếp nha. Bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình. Con nhìn thấy màn hình chưa? Con nhìn thấy rồi cô ạ. Ok. Unit 14. Are you hungry? Thirsty. Thế câu hỏi Are you hungry có nghĩa là gì? Are you hungry có nghĩa là bạn có đói không? Chính xác. Thế are you thirsty có nghĩa là gì? Are you thirsty có nghĩa là bạn có khát nước không? Đúng rồi, tốt. Nào, tiếp theo. Play game, food word race. Ở đây là một cái trò chơi. Trò chơi này tên là sắp xếp các chữ cả, sắp xếp các từ và ô đúng. Được chưa? Chúng ta sẽ có các từ sau. Con nhìn thấy các từ mà con nhìn thấy các từ mà được viết thường chưa? Apple bắt Có đầu được bằng từ apple và kết thúc bằng từ yogurt ấy, con nhìn thấy không? không ạ? Ừ. Nhiệm vụ của con là con sẽ sắp xếp các từ này vào các cột. Cột đầu tiên là fruit có nghĩa là hoa quả. Vegetable là gì? Festival. Là gì? Con biết ạ. Rau củ, để cho rau củ quả, để cho fruit là hoa quả, vegetable là rau củ. Tiếp theo meat có nghĩa là gì? Mít có nghĩa là thịt. Đúng rồi. Made with flour. Made with flour đây là làm với Làm với vườn. hoặc làm với bột mì. Được chưa? Đợi cô chút. Made with flour được được làm với bột mì. Được chưa? Và tiếp theo made using milk có nghĩa là được làm với sữa. Được chưa? Có hiểu không? Có ạ. Và nhiệm vụ của con là con sẽ phải sắp xếp các từ ở bên trên vào cột đúng. Ví dụ nhá. Cô, con Ơi. không biết sao cột mà như kiểu là food là một thì con ghi apple ở bên trên là một nữa mà cô. Ừ, được. Con ghi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 xong con chỉ cần ghi số ở bên dưới thôi. Cô chỉ cần đáp án đúng thôi mà. Hiểu không? Ok cô. Ừ. Đó. Ví dụ apple ở đây thì con sẽ cho vào cột nào? Apple con sẽ cho vào cột food ạ. Đúng rồi, chính xác. Đó, được chưa? Cứ thế mà làm, có hiểu không con? Ừ, Con có hiểu không ạ? ok, con làm đi. Bài này con sẽ làm tối đa trong vòng 10 phút. Cô sẽ cho 10 phút bởi vì bài này khá dài, được chưa? Có cái từ nào mà không biết thì có thể hỏi cô nhá. Được chưa? Nào, bắt đầu làm, sẵn sàng làm chưa con? Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Ok, bắt đầu ăn cánh làm đi con, cố lên.
Cô, từ bin có phải là thùng rác mà cô? Nào con? Từ b e a n y cô. Bean có nghĩa là đậu, đậu, đậu ấy. Hạt đậu ấy. Đậu mình ăn ấy. Mình cho. Mà đã là hạt đậu thì con sẽ cho vào cái gì? Fruit hay Con sẽ vegetable? cho vào vegetable ạ. Chính xác, không phải vi ghét nhá. Vegetable, vegetable. Vegetable. Được chưa? Ai mà các thầy cô giáo nào đọc ở trường là vegetable hay là vegetable thì các cô giáo đấy sai hết đấy nhá. Nào cô cho nghe người nước ngoài đọc từ này. Nghe nhá. Vegetable, 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 vegetable. Được chưa? Vegetable, nhớ nhá. Chính xác, cái từ vi này con sẽ cho vào nhóm vegetable. Được chưa? Nào con làm nốt đi. Từ nào không biết thì cứ hỏi cô. Better là gì cô? Con Cái từ better ấy cô. từ nào đâu Cái từ sau sau từ burger ấy cô. butter, butter là bơ, À bơ. Cứ làm những cái từ nào biết trước, còn những cái từ nào mà chưa làm được thì cứ đánh dấu vào sau đó hỏi cô nhá, được không? ok cô. Cô đi vệ sinh một chút. Cô cho đi vệ sinh ạ. Đây, cô quay lại rồi, con muốn hỏi cô từ nào nữa không? Anh Khánh ơi. Đâu rồi? Đi đâu đấy anh Khánh? Đi vệ sinh ạ. Làm đi, làm tiếp đi con. Làm nốt đi. Cô ơi, cô ơi, từ jam là gì hả cô? Cái gì con? Từ Jam, jam ấy jam. cô. Không phải Jam. jam, không phải jam đâu nhá. Từ Jam. jam là gì hả cô? Jam có nghĩa là mứt. Được chưa? Mứt. Thế cô ơi, từ Ơi. life là gì hả cô? Lemon á. Không phải đằng đằng sau chữ lên mình. Lime, lime cũng là một loại chanh nhưng mà chanh ở lime thì là sẽ là chanh xanh, còn lemon là chanh vàng, được chưa? Cô ấy từ pear là gì hả cô? Pear, pear là quả lê. Còn còn đằng sau chữ quả đằng đằng sau chữ pear ấy cô.
là pea, cũng là đậu, cũng là một loại đậu, đây là đậu Hà Lan. Còn pepper là gì à cô? Pepper nó là tiêu, tiêu ấy, tiêu, hạt tiêu ấy. Hạt tiêu cô? Đúng rồi con. Cô Ơi con, từ yogurt là gì à con? Joker là sữa chua nhá. Joker. Con thấy ghi này nó hơi sai sai ấy, cô. Đúng rồi, nó có hai cách viết con ạ. Một cái là không có chữ H, còn một cái là có chữ H. Hai cách viết đều, một cái của anh một cái anh Mỹ đều đúng nhá. Được chưa? Được chưa? Hiểu không? Ok, vâng. Đều Cô đúng con làm nhá. xong rồi. Con làm xong rồi. Vâng. Nhanh thế. Nào, đọc. Đọc đi. Cô từ từ để con gửi lại cho cô. Nó Con bị trúng đọc đấy. đi. Anh Khánh đọc đi. Đọc đọc đã ăn con đi. Đây để con đấy. Đọc ở. Banana là food. Chính Một xác. đi cô. Con đọc cột một xong con đọc một loạt ra cho nhanh. Thế để con tìm lại. Con đang viết vào ô đâu? Con cứ viết vào cột đấy. Con cứ đánh số đó, con viết đi cho nó nhanh. Banana. Banana. Butter. Hả? Butter. Butter. Sai rồi, butter là bơ cơ mà. Bơ không phải là quả À. bơ. Bơ là bơ, bơ bơ để nấu ăn ấy. Bơ ấy. Thì Bơ chắc Tường là An ấy. mít từ cô ạ. Mít, mít, mít. Số 3. Cột 3 luôn. Butter là mít á. Butter là mít đi. Sai thế. Bơ là À, sữa chứ. nó làm từ sữa. Thì phải là cột thứ năm chứ. Ok. Nào con cứ đánh số đi. Con làm xong rồi con đánh số vào cột đi. Sau đó con để cô chữa luôn. Để cô đánh cho con này. Coconut. Nào, để cô đánh cho nhanh. Chứ cứ ngồi mà tìm lại đọc loạn. Một này. Hai này. Để đánh xuống được cũng lâu cơ. Nào, đọc cho cô nào. Apple con cho vào cột nào? Con cho vào cột phút ạ. Banana con cho vào cột nào? Banana con cho vào cột phút ạ. Bean con cho vào cột nào? Bin con cho vào cột 2 ạ. Chính xác. Biscuit con cho vào cột nào? Kiss con cho vào cột 4 ạ. Chính xác. Bread con cho vào cột nào? Cột 4 ạ. Chính xác. Burger con cho vào cột nào? Cho vào cột 4 ạ. Sai ba nhá. Burger À nghĩa thứ nhất này, nó là cái miếng thịt kẹp ở trong bánh hamburger. Nghĩa thứ hai, nó có thể là cái bánh hamburger nhưng ý ở đây nó phải là miếng thịt thì ở đây là phải là meat con nhá. Được chưa? Tiếp theo butter. bạn thử con cho một cột cột nam ạ. Butter là bơ cơ mà. Bơ 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 để nấu ăn ấy, bơ Tường An ấy thì nó phải là Con meat bảo cột nam mà cô. như nhá, một năm nhá. Tiếp theo cake. Hết con cho vào cột 4 ạ. Chính xác. Carrot. Ok rồi, con cho vào cột 2. Chính xác. Cheese. Con cho vào cột 5. Chicken. Chicken con cho vào cột 3. Grapes. West, chưa qua coconut mà cô. Coconut. Coconut con cho vào cột 1. Sao lại coconut? Coconut. Coconut con cho vào cột 1. Còn mấy? Cột 1 ạ. Chính xác. Grapes. Grape con trâu cũng là cột 1 ạ. Jam. Jam con trâu là cột 5 ạ. Chính xác. Kiwi. Kiwi con trâu là cột 1. Từ từ, jam nhầm mất rồi, cô nhầm đấy. Jam là mứt, mứt làm từ hoa quả thì nó phải là vegetable nhá. Mứt không làm từ sữa đâu. Ví dụ mứt dâu ấy thì làm từ quả dâu. Chính vì thế cái jam phải là fruit nhá. Được chưa? Tiếp theo, kiwi. Kiwi con cho vào cột 1 ạ. Chính xác. Lemon.
Lemon con cho vào cột một. Lime. Lime con cho vào cột một nốt. Mango. Mango con cho vào cột một. Noodles. Nuôi chờ con cho vào cột bốn á. Chính xác. Olive. Olive con cho vào cột hai. Chính xác. Onion. Onion con cho vào cột hai. Chính xác. Orange. Orange con cho vào cột một. Chính xác. Pastor. Buster con cho vào cột 4 ạ. Chính xác. P. Thi con cho vào cột 2. Pear. The con cho vào cột 1. Pepper. Pepper con cho vào cột 3. Chính xác. Pineapple. Pineapple con cho vào cột 1 ạ. Chính xác. Whistle. Pizza con cho vào cột 4 ạ. Chính xác. Potato. Potato con cho vào cột 2 ạ. Chính xác. Sausage. Sausage, con cho vào cột 2 ạ. Sausage sai mất rồi. Sausage là xúc xích. Xúc xích làm từ thịt con ạ. Rồi cột 3 nha. Tiếp theo. Strawberry. Strawberry, con cho vào cột 1 ạ. Chính xác. Tomato. Tomato, con cho vào cột 2 ạ. Chính xác. Watermelon. Watermelon, con cho vào cột 1 ạ. Chính xác. Yogurt. Yogurt, con cho vào cột 5 ạ. Ok, nào bây giờ đọc lại cho cô nhé. Đọc theo cô này. Apple. Apple, Banana. banana, Bean. bean, Biscuit. biscuit, Biscuit. biscuit, Bread. bread, Burger. burger, Butter. butter, Cake. cake, Carrot. carrot, Cheese. cheese. Chicken. Chicken, Coconut. coconut, Grapes. grape, Jam. jam, Kiwi. kiwi, Lemon. lemon, Lime. lamb, lime, Lime. lime, Mango. mango, Noodles. noodles, Olive. olive. Không phải olive. Olive. Olive, Onion. onion, Đúng rồi. Orange. orange, Pasta. pasta, Pea. pea, Pear. pear, Pepper. pepper, Pineapple. pineapple, Pizza. pizza, Không phải giờ. pizza, Sờ. pizza, Pizza. pizza. Đúng rồi. Potato. Potato, Sausage. sausages, Strawberry. strawberry, Không phải star. Straw. Strawberry. strawberry, Tomato. tomato, Watermelon. Watermelon. watermelon, Yogurt. yogurt. Ok, tốt. Làm này tốt lắm. Giỏi. Nào, đây là bản của cô. Được chưa nào? Có cần ghi những cái từ chưa biết vào chưa? Vào không? Có Ừ, con ghi đi. cô từ Hỏi, từ quên đi lấy cứ bút. hỏi cô lại nghĩa nhá. Đây để cô ghi cho. Những cái từ mà Vâng. con vừa hỏi cô là từ từ bean, đậu, đậu hạt, jam,
Tìm thấy bút chưa con? Cô ghi rồi đấy, Khánh ghi vào nhá. Con thấy cô ghi chưa? Con thấy rồi cô. Ừ, ok, Khánh ghi vào đi. Cô còn thiếu từ Từ lem nữa nào cô. con? Lem rồi cô. À, line. Lại đọc là li mờ đấy. Line nhá. Line. Đây là chanh. Chanh xanh. Thực ra chanh xanh thì mới là cái loại quả nó phổ biến ở nước mình đúng không? Còn lemon thì mọi người hay dùng từ lemon. Nhưng mà thực ra lemon nó là chanh vàng của nước ngoài đấy. Cô nhầm nhá Khánh nhá. Cô nhầm đấy Khánh. Khánh Làm gì ơi. à cô? Cô nhầm. Lime mới là chanh vàng. Còn lemon mình là chanh xanh. Lên mình thì con biết rồi cô. Ừ. Cô nhờ cô cứ ghi ra đây để con phân biệt. Đó. Từ nào chưa biết thì mới ghi vào thôi. Ghi đi con. Cô con viết chữ yogurt không thêm từ h đúng không cô? Có, con có thể viết không hát cũng được. À, cái từ không có hát ấy thì nó là của tiếng Anh, còn thêm hát vào thì nó là Anh Mỹ con ạ. Cô thấy mình đang học Anh hay Anh Mỹ à? Mình sử dụng cả hai này nhá, được chưa? Chỉ là con chuộng cái nào hơn, ví dụ có người thì thích đọc âm Anh, có người thì thích đọc âm Anh Mỹ. Cô ví dụ nhá. Cô ví dụ này, sự khác biệt này. Ví dụ cô có từ từ nào nhỉ? Yên từ từ để cô nhớ. Cô ví dụ luôn từ yogurt được không? Yogurt thì mình học đây rồi. Ví dụ hay là từ eraser. Eraser là cục tẩy đúng không? Ngoài ra chúng ta còn có Đúng một rồi. cục tẩy nữa là rubber. Thì eraser là của Anh và rubber là của Anh Mỹ, nhưng mình đều sử dụng hai từ này, được chưa? Còn về cách phát âm thì chúng ta sẽ có từ này này. Từ này đọc con đọc là gì? Water. Water đúng không? Thì đấy là con đang đọc của Anh Mỹ, được chưa? Còn Anh thì nó đọc là war, 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 được chưa? Chính vì thế nên là kỹ năng nghe là một kỹ năng khá khó, bởi vì có rất là nhiều những cái từ mà Anh nó đọc khác mà Anh Mỹ nó đọc khác. Thế nên là mình tốt nhất là mình nếu mà mình học được thì mình đọc học cả hai cách đọc, cả hai cách viết của Anh và Anh Mỹ, được chưa? Nhưng mà cá nhân cô đánh giá thì mình khi mà mình phát âm bằng Anh thì nó sẽ hay hơn, được chưa? Nó nhẹ nhàng hơn, nó hay hơn, được chưa? Còn Anh Mỹ thì giọng nó sẽ nặng hơn, được chưa? Nhưng mà thường thì mọi người sẽ đọc âm Anh Mỹ, bởi vì là các cô giáo ngày xưa ấy, các cô giáo mà học từ ngày xưa thì các cô học âm Anh Mỹ, khi mà bởi vì Mỹ xâm lược mình mà. Để cho Mỹ xâm lược mình gần nhất, thế nên là các cô giáo sẽ học âm Anh Mỹ. Mà khi mà học âm Anh Mỹ thì mình sẽ dạy, các cô giáo sẽ dạy cho học sinh của mình âm Anh Mỹ rồi cứ thế, nên là dần dần thành ra là Anh Mỹ nó phổ biến hơn Anh. Đó, được chưa? Thế quân Mỹ xâm nhập quân Việt Nam thì nó có liên quan gì đến Có học chứ Anh Mỹ con, hả cô? Mỹ xây dựng trường học tại Việt Nam thì nó sẽ đưa những cái giáo viên của họ dạy dạy dân mình đúng không? Dạy dân mình thì lúc đó thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái âm Anh Mỹ nhiều hơn là âm Anh. Ví dụ như là trường Chu Văn An. À, Chu Văn An là từ thời Pháp rồi. Sau Pháp đến Mỹ, chưa? Mỹ xâm lược mình thì nó cũng sẽ dạy học mình chứ. Nó cũng mở trường mở lớp rồi nó dạy học mình chứ. Thấy chưa? Chính vì thế nên là âm Anh Mỹ nó sẽ phổ biến hơn âm Anh. Thấy chưa? Đó, chứ không phải là âm Anh nó không được chuộng hơn đâu, mà là ở nước mình thì Anh Mỹ nó chuộng hơn Anh. Được chưa? Được Ok rồi, mình chuyển bài con nhé. Chính vì thế nên là con viết ra là hát cũng được mà không có hát cũng được.
Nào, tiếp theo này. Trong bài này thì con sẽ what, trả lời cho câu hỏi what am I, tôi là cái gì hoặc con gì. Find the answer in the word wheels. Hãy tìm câu trả lời trong bánh xe chữ cái, được chưa? Nào, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi này. Chúng cô ví dụ cho Khánh câu 1 nhá. A clever insect called a bee makes me, có nghĩa là một con côn trùng rất là thông minh gọi là con ong làm ra tôi. Vậy tôi là gì? Tôi là honey. Honey, honey. Được chưa? Có thể con tìm ra được cái chữ honey ở trong đây chưa? Rồi cô ạ. Ở chỗ nào? Nó bị đảo ngược dưới chân con ong. Được chưa? Tương tự như thế, Khánh dịch để tìm ra xem là tôi là ai. Được chưa? Và đáp án nó sẽ nằm trong hai cái bánh xe này. Có hiểu không con? Con có hiểu không ạ? Ok, cái từ nào khó thì cứ hỏi cô nhá. Làm đi con. Cô catch là gì ạ cô? À nhầm. À thôi không cần đâu cô. Từ nào? Không, con tưởng cái từ catch ice là nó hợp với nhau. Nhưng mà không phải. Catch ice đâu nhưng ấy. Mà không phải. Cái đấy hay. Ở đằng sau honey cô. Đằng sau honey là sugar. Đâu cô ạ? À, đằng trước. Đằng trước nó là ice, là đá con ạ. Cô con làm xong rồi. Giỏi. Nào, trả lời cho cô. Câu số 2 con điền là gì? À, con chọn là gì? Con chọn là ice ạ. À. Ai? Chính xác, rất tốt. Đúng rồi. Chính xác. À, có nghĩa là gì nhỉ? Tôi được thêm vào nước để tạo ra một thức uống lạnh. Được chưa? Thì đấy là đá. Câu số 3. I'm made of sugar and fruit. Put me on your bread. Con chọn là gì? Con chọn là cake. Cake. Tôi được làm từ đường và hoa quả. Bạn để bạn phết tôi lên chiếc ghế bánh mì. Làm sao lại là cake được? Đường và hoa quả thì nó thành gì nhỉ? Thành mứt chứ đúng con. Đường hoa quả nó thành mứt. Đúng rồi, phải là jam nhá. Được chưa? Câu số 4 mà con. Hả? Sao Khánh? Mà con cứ tưởng số 4 mới là jam. À, thế hả? Nào số 4 nào. I'm made with milk and sometimes fruit like strawberries. Tôi được làm từ sữa và thỉnh thoảng ấy. Và đôi khi là những cái loại quả như là quả dâu thì đây chính là yogurt, là sữa chua con nhá. Ừ, cái này nó cũng có thể là jam được. Sữa, nhưng mà cô thấy là mứt thì người ta sẽ thường làm từ đường con ạ. Ừ, được chưa? Câu số 5 này. Con số 5 có điền là gì? I'm white and look like sand. Tôi màu trắng này và giống cát. Sugar. Don't put me, đừng có để tôi ở trong vào trà hoặc là cà phê. Con điền là gì? Sugar. Con điền là sugar. Không, cái này là muối con ạ. Nếu mà sugar thì con có thể bỏ vào trà hoặc cà phê chứ. Nhưng đây là không bỏ tôi. Được chưa? Thế là người ta lừa con đấy. Đây là sand, là muối con nhá. Được chưa? Ừ. Nói chung là bài này khá hiểu và làm cũng khá tốt đấy. Cô sẽ không đánh giá về phần kết quả của con. Cô chỉ cần thấy là con đã hiểu được, hiểu chưa thôi, thì cô thấy là Khánh có hiểu. Được chưa? Rất tốt, có tiến bộ. Nào bây giờ Khánh phát ra và lại cho cô. Con phát ra và lại giúp cô Khánh nhá.